Xin chào mọi người, hôm nay Nightside sẽ bật mí cho chúng ta một bí kíp căn chỉnh thần tốc ngay trên PowerPoint. Với PowerPoint bình thường, bạn đã sở hữu một bộ công cụ căn chỉnh có sẵn khá là hiệu quả. Tuy nhiên, nhược điểm của những công cụ này, nó không giúp chúng ta căn chỉnh theo một vật thể làm mốc mà căn theo phạm vi bao quanh tất cả vật thể. Thành ra, khi mình muốn căn từng hình ảnh vào giữa từng hình tròn là điều không thể. Còn nếu chúng ta di chuyển thủ công thì vừa không chính xác, vừa tốn thời gian. Và bộ công cụ của Nightside sở hữu một tính năng giúp bạn hiện thực hóa điều này một cách quá dễ dàng và nhanh chóng. Mình chỉ cần chọn lần lượt từng cặp, vị trí trước, đối tượng sau, vị trí trước, đối tượng sau, cứ liên tiếp như vậy với số lượng vật thể không hạn chế. Sau đó mình vào công cụ Night Typo của Nightside, chọn căn giữa từng cặp, thế là xong. Toàn bộ khâu căn chỉnh diễn ra quá chớp nhoáng, một tính năng mà chúng ta vẫn hằng ao ước bấy lâu nay. Tính năng căn giữa từng cặp của Nightside cực kỳ hữu dụng khi bạn đang làm bố cục liệt kê thông tin với số lượng lớn, ví dụ như danh sách nhân viên cán bộ của công ty. Bạn sẽ không còn phải vất vả căn chỉnh từng tí một thủ công như trước nữa. Tính năng này còn đặc biệt hiệu quả khi bạn đang sử dụng Box Shadow để trình bày thông tin, một xu hướng thiết kế thời thượng và đẳng cấp nhất hiện nay. Hay khi bạn đang cần giới thiệu các đối tác lớn của công ty trong từng khung để tạo tính thẩm mỹ khi thiết kế hồ sơ đấu thầu, thì tính năng căn giữa từng cặp của Nightside chính là một người bạn đồng hành lý tưởng. Hơn thế nữa, tính năng căn giữa này còn giúp bạn làm báo cáo thống kê các con số ấn tượng của công ty cực kỳ nhanh chóng và chuyên nghiệp. Và nếu bạn là tín đồ của animation thì đây là tính năng không thể thiếu. Mình có thể dễ dàng căn giữa các họa tiết vào một đối tượng làm mốc để tạo hiệu ứng focus như ví dụ ở đây. Với Nightside, học viên nói không với làm thủ công. Đặc biệt, khi bạn muốn nhân đôi đối tượng và căn chỉnh trùng vị trí với vật thể gốc, thì tính năng căn giữa từng cặp của Nightside sẽ giúp khâu thiết kế của bạn trở nên quá đỗi đơn giản. Với những ai đang làm animation ở đẳng cấp cao thì việc nhân đôi, đặt trùng nhau là một tính năng cực kỳ bức thiết. Như chúng ta thấy, chỉ một tính năng nhỏ trong hàng trăm tính năng ưu việt của bộ công cụ Nightside đã tối ưu và thay đổi hoàn toàn quá trình thiết kế PowerPoint của chúng ta. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ công cụ Nightside ưu việt số 1 Việt Nam, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint.